Chưa rồi. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Thi Công Cơ Điện Xoáy Nổ. Mình là Nguyễn Đức Tuấn Luyện. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn và chia sẻ cách các bạn lắp đặt dùng ứng dụng của điện tử công suất vào điều chỉnh công suất của động cơ. Ví dụ như các bạn có thể điều chỉnh dòng để các bạn cho động cơ các bạn chạy chậm, hay là các bạn dùng cái đó các bạn điều chỉnh cho một cái lò sấy của bạn để các bạn điều chỉnh nhiệt độ của nó. Ví dụ như là các bạn có một cái nồi sấy là giả sử như là 5 kW, bây giờ bạn cho nó chạy ban đầu, tôi giả sử như 20 phút đầu nó chạy hết công suất là 5 kW, sau đó nó sẽ, chúng ta không muốn còn ở 5 kW nữa mà chúng ta cho nó tiêu thụ khoảng 1 kg, 1.5 kg, 2 kg hoặc là 3 kg, tùy theo cái mức độ mà chúng ta mong muốn. Xin thưa với các bạn, chào các bạn, là tôi hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bởi một cái mạch mà chúng ta dùng con SLR, xin lỗi, con Kiat, để chúng ta điều chỉnh tốc độ của động cơ, chúng ta chỉnh dòng nó. Con Kiat nha, chứ không phải con SLR. Con SLR đó dùng để điều khiển để mà nạp ắc quy để xả một lần. Đó là những cái hãng của những bình ắc quy Đồng Nai hay là ắc quy DS gì đó. Thì con SLR nếu mà có cơ hội á thì tôi sẽ giới thiệu con SLR sau. Chắc chắn là các bạn sẽ học qua cái con SLR này và con Kiat này các bạn đã biết. Thì hôm nay á mình có một cái bo mạch mà tự mình đã làm ra điều chỉnh bằng Kiat để điều chỉnh được cái nồi nước lèo này nè các bạn. Cái nồi nước này là cái nồi nước này là giống như là một cái nồi đun sôi ở trong gia đình của mình. Thì nó được điều khiển bởi nhiệt độ, bởi con ạc bắt tắt là con điều khiển nhiệt độ nè. Thì chúng ta thay đổi được cái vị trí của nó, đúng không? Thì ở đây là đèn báo nguồn và đèn báo tín hiệu là nó đang hoạt động, đang chạy. Và nó điều khiển ở nhiệt độ này là 100 độ C đến 30 độ C chúng ta điều chỉnh nhiệt độ. Nhưng mà các bạn biết nó như thế nào, tại sao ngày hôm nay tôi phải dùng cái bộ điều chỉnh dầu mà tôi điều chỉnh cái công suất của nó hay không? Thì ở trong này nè, thì cái này là các bạn đi ăn phở các bạn sẽ thấy là nó sẽ có ba cái ô này người ta sẽ chấm miếng hay là người ta chấm bún nè. Ô này là người ta để thịt thà vậy đó, tôi không biết, nhưng mà nó sẽ sôi lên. Bây giờ tôi sẽ cho cái này nó sôi lên các bạn nha. Sau đó tôi giới thiệu nguyên lý tủ nha. Tôi điều khiển bằng một cái biến trở, nó lớn nhỏ công suất này là nó tùy thuộc vào cái vấn đề tôi điều chỉnh ở đây, được chưa? Thì các bạn nè, các bạn nhìn sơ này, khi tôi điều chỉnh nhiệt độ đây thì bắt đầu nước nó bắt đầu nóng dần ha. Thôi bây giờ để mà chúng ta nói về cái nguyên lý tủ một chút xíu đây, rồi các bạn, tôi sẽ cho các bạn thấy nó sâu lên rồi tôi sẽ điều chỉnh. Thì thưa các bạn, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái tủ của tôi làm việc đơn giản lắm, nhưng mà cái tủ thứ hai đó tôi sẽ làm thi công thực tế ở nhà cho các bạn thấy là nó sẽ đẹp hơn nhiều, vì tôi đã làm một cái tủ rất đẹp, có đo dòng nè, đo volt nè, nhưng mà tại vì ông chủ ở đây thì ông nói là nó to quá, cho nên là tôi không còn biết, ông biết có chắc cái tủ chắc ở đây thì nó không được, cho nên tôi làm một cái tủ gỗ. Thì thưa các bạn, ở đây là tôi có một cái quạt để giải nhiệt cho cái hai cái bộ điều khiển FBC150, có nghĩa là thông số của nó là bộ điều chỉnh dòng này là 50A là công suất lớn nhất, và một cái bộ điều chỉnh dòng này là 35A. Thì các bạn, tôi sẽ giới thiệu các bạn cái con này nó như thế nào. Đó là nó chính thức là nó dùng một con Kiat và kết hợp với tụ và điện trở để nó điều chỉnh dòng. Thì các bạn sẽ thấy rõ được cái chức năng của thằng này như thế nào. Thì xin mời camera chúng ta quay vào cái cục mà Autonic này của có hãng Hàn Quốc người ta chế tạo. Thì tôi cũng đã làm nó rồi để đun được cái nồi này rồi, nhưng mà tôi cảm thấy là tôi ra Nhật Bảo tôi mua những con như vậy đó, tôi xài thì tôi cảm thấy nó không an toàn vì lý do là bảo hành, cho nên là cũng chưa một lần nào tôi sử dụng nó lâu, cho nên tôi cũng không dám chắc chắn, cho nên tôi đề xuất mua hai con này thì để cho nó tốt hơn trong vấn đề bảo trì, đúng không nào? Thì con này thì nó được điều chỉnh bởi một biến trở. Khi bạn thay đổi biến trở thì bạn thay đổi được dòng của nó và dẫn đến là bạn sẽ thay đổi được công suất của nó. Quý vị chờ tôi một chút xíu nha, tôi sẽ đi lấy cái ampere kẹp, tôi sẽ đo như thế nào cho các bạn thấy. Thank you.
tôi sẽ tính được cái điện áp đầu vào của nó như thế nào. Nghe là điện áp đầu vào này tôi có trên đó là có một cái CV, LCV dùng để bảo vệ chống giật của hãng này rồi. Thì chắc bạn các bạn là có thể là nghe LCV nhưng các bạn chưa tin là nó sẽ bảo vệ dòng rò như thế nào. Thì chắc chắn tôi sẽ làm một cái, tôi sẽ cầm cái sợi dây điện của nó cho các bạn nó chỉnh và như thế nào và nó sẽ rớt như thế nào. Chúng ta cũng chẳng cần phải chờ te, nếu mà có chúng ta mà yếu mà chúng ta biết đất á, càng tốt thì nó rớt trước thì nó ok. Thì cái điện áp đầu vào ở đây á, thì chúng ta đo vào trên đầu vào nó là 214V đúng không? Nhìn đây nè, đúng nào. Thì ở đây á, điện áp đầu vào ở đây cũng là 214V. Thì giờ hiện giờ tôi đang để ở chế độ là 100%, cho nên nó cũng vẫn là ở dòng 212. Các bạn thấy là cái nồi nước chúng tôi đang sôi không? Các bạn chờ một chút xíu là nó sẽ sôi, sôi rộng hơn nha. Nó sẽ sôi hơn. Tôi đang ở chế độ bê bách. Còn bây giờ để mà các bạn thấy được cái vấn đề dòng của nó hiện giờ nó đang tiêu thụ là bao nhiêu, tôi chỉnh qua chế độ dòng ha. Và dòng hiện giờ đang tiêu thụ là như vậy 13.4 mà tôi sẽ điều chỉnh cái biến trở này nó về còn bao nhiêu. Tôi sẽ điều chỉnh thì dòng này nó lập tức nó sẽ giảm xuống các bạn. Các bạn sẽ nó xuống nó nhả dần không? Tôi chỉnh nó về còn 5 chấm đi ha. Như vậy thì cái nồi nước của mình đây nè, nó sẽ giảm đi đúng không, độ sôi nó sẽ giảm đi. Như vậy là chúng ta ứng dụng điện tử công suất để điều khiển động cơ. Thì các bạn thấy rằng là cái này thì cũng không có mắc lắm đâu, mà để mà làm nên được cái việc này thì các bạn cần hiểu nó, các bạn ứng dụng nó như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ định hướng cho các bạn sinh viên biết rằng là các bạn học trong trường là các bạn có xác định là hai cái phương hướng. Thứ nhất đó là các bạn làm cho các hãng sản xuất hay là chế tạo, hoặc là các bạn ở trong viện nghiên cứu. Thứ hai đó là các bạn ứng dụng công nghệ để các bạn áp dụng cho đời sống thực tế để nâng cao đời sống của con người, và các bạn nhờ vào đó các bạn kiếm được đồng lương của mình để mà các bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những việc hiện giờ trong các trường đại học các bạn đang học đó là lý thuyết rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có cơ hội để chúng ta đụng tới nó. Tại vì các bạn đang học thì chắc chắn là các bạn không có nhiều tiền để các bạn mua thiết bị của bạn thí nghiệm, nhưng mà các bạn có thể gặp tôi ở ngoài cho mượn, cho các bạn mượn thiết bị, các bạn có thể làm thoải mái cho các bạn trả lại tôi, tôi chịu trách nhiệm nha. Thì số bạn xuống đã tôi cho mượn đem về nhà mà lâu lắm rồi cũng chưa ở lại cho tôi thì cũng không thành vấn đề, các bạn sẽ cứ thoải mái mà làm. Thì các bạn nào ở gần, tôi đang ở Thủ Đức á, thì các bạn nào có nhu cầu mượn thiết bị như ví dụ những bài mà tôi độ bằng khí cụ, hoặc là tôi sẽ dùng những rơ le bảo vệ trong đất hay là những rơ le nhiệt như thế nào đó thì các bạn có thể sử dụng nó. Thì các bạn sẽ thấy sơ về cái chức năng này, cái tủ này á, đơn giá ngoài thị trường mà chúng ta làm cái giá này của tủ này nó khoảng tầm có 10 triệu. Như vậy nếu mà các bạn có biết về ứng dụng nó thì các bạn đã kiếm được một đồng lương. Các bạn làm xong cái tủ này các bạn lắp đặt cho khách hàng thì các bạn có thể kiếm được khoảng 5 đến 7 triệu ở trong cái tủ này. Nhưng các bạn biết thì các bạn mới kiếm được số tiền đó, còn nếu các bạn không biết thì chắc chắn là không thể kiếm được số tiền này.
cái tủ này thì nó cũng chẳng có gì khó hết, nhưng mà chúng ta phải hiểu được công nghệ thôi. Thì hôm nay Luyện muốn chia sẻ cho các bạn, và nếu bạn nào muốn có cơ hội để hiểu biết về thiết bị này hơn thì sẽ comment dưới video hoặc là gọi điện thoại cho tôi. Tôi có để số điện thoại dưới video đó thì các bạn có thể liên hệ nha. Cái này là chỉ giới thiệu sơ về cái tủ này thôi các bạn. Cái tủ thứ hai tôi sẽ lắp đặt ở phía trong cái quán này nè, thì nó sẽ có đồng hồ đo điện tử bằng ampe, nó thể hiện rất là rõ ràng, giống như một đồng hồ tôi, nó sẽ kẹp dòng lên rõ ràng, nó sẽ hiển thị số và nó sẽ hiển thị đầy đủ thông số đi đây. Vì cái này là cái đầu tiên cho nên là cái đơn giá đó nó ông chủ chưa quyết định nó cao, cho nên tôi cũng phải làm đơn giá theo ý của ông thôi, tại vì ông không đầu tư thì tôi không thể nào đầu tư được. Xin thân ái kính chào mọi người và các bạn. Nếu các bạn cảm thấy tôi quá nhiệt tình để làm những video này cho bạn xem, các bạn ủng hộ tôi các bạn cách là các bạn like, các bạn share những video này. Xin thân ái kính chào mọi người và các bạn. Và video sau tôi sẽ làm một cái tủ này lớn hơn một chút và có những thiết bị đo đếm trên này để nhìn vô và sẽ thấy được rõ được điều đó. Xin chào các bạn.